Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 25, phẩm thập hồi hướng, thứ 25, phần 3. Hồi hướng vô tận công đức thứ 5. Phật tử, thế nào là hồi hướng vô tận công đức tạng của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong hồi hướng thứ 4 trong thập hồi hướng rồi, lại gọi một tiếng đệ tử của Phật, sau đó để ra pháp hồi hướng thứ 5. Các vị có biết gì gọi là hồi hướng vô tận công đức tạng của Đại Bồ Tát tu chăng? Sau đây tôi sẽ vì các vị giải nói. Phật tử, Đại Bồ Tát này dùng sám hối để tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng nặng mà sinh ra căn lành, lễ kính tất cả chư Phật ba đời mà sinh ra căn lành, khuyến thỉnh tất cả pháp của các đức Phật nói mà sinh ra căn lành, nghe Phật nói pháp, tinh cần tu tập, ngộ không nghĩ bàn, cảnh giới rộng lớn mà sinh ra căn lành, nơi tất cả chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, hết thảy căn lành của tất cả chúng sinh đều sinh tâm tùy hỷ mà sinh ra căn lành vô tận của tất cả chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, các chúng Bồ Tát đều tinh cần tu tập mà đắc được căn lành, ba đời chư Phật thành đẳng chánh giác, chuyển bánh xe chánh pháp, điều phục chúng sinh, Bồ Tát đều biết phát tâm tùy hỷ mà sinh ra căn lành, ba đời chư Phật từ lúc ban đầu phát tâm tu hạnh Bồ Tát thành tối chánh giác cho đến thị hiện vào niết bàn, vào niết bàn rồi tránh pháp trụ thế cho đến diệt hết đều sinh tâm tùy hỷ như vậy mà đắc được căn lành. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử Phật trong pháp hội, sau đó bắt đầu diễn nói pháp hồi hướng vô tận công đức tạng thứ 5. Ngài nói, vị Đại Bồ Tát này, ngài tu hành pháp hồi hướng này như thế nào? Là dùng sám hối tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng nặng mà sinh ra căn lành, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, sám là giác ngộ lỗi lầm đã phạm. Ở trước Phật bộc lộ, hối là đã giác ngộ lỗi lầm, về sau sửa đổi chẳng tái phạm nữa, thanh tịnh tu hành. Cho nên hai chữ sám hối thường dùng với nhau. Ở trong Phật giáo thường cử hành lễ sám hối, tức là mọi người tụng kinh sám hối và lễ Phật để mong tiêu trừ nghiệp chướng và hối lỗi làm mới. Các đệ tử của Phật, bất cứ là người xuất gia hay tại gia, mỗi ngày phải ở trước Phật tự sám hối, tự mình thanh tịnh tâm tu hành của mình. Các nghiệp là chỉ tất cả các nghiệp ác hay chướng ngại rất là lợi hại. Lấy việc nghe pháp sư giảng kinh để nói, thân tuy ở tại Phật đường nhưng bạn chẳng một lòng chú ý nghe giảng, lúc thì nghĩ lăng xăng khởi vọng tưởng hoặc nhìn quyển sách khác, như thế đều sẽ thành nghiệp chướng, cũng là sa nhân quả. Chướng tức là chướng khiến cho người ngu si chẳng sinh ra được trí huệ, càng không thể sinh ra căn lành. Nếu chẳng sám hối thì chướng không thể tiêu trừ, còn nếu bạn muốn sinh trí huệ, sinh căn lành thì phải ở trước Phật thành tâm sám hối. Vị Đại Bồ Tát này tu pháp hồi hướng này vì ngài không quên sám hối đủ thứ nghiệp chướng khiến cho sinh ra trí huệ, tăng trưởng căn lành, hồi hướng cho chúng sinh làm thành tựu vô tận công đức tạng. Công đức vô tận này giống như tạng báu, cũng có thể nói tàng ở trong kho báu đều là công đức vô tận. Bồ Tát do ở trong khắp pháp giới, ở trong cảnh giới vô tận đem căn lành tu tập của mình, do tùy thời tùy lúc hồi hướng cho nên thành tựu vô tận công đức tạng. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, ngài đối với mười phương ba đời chư Phật rất lễ mạo, chẳng có lúc nào mà không phát tâm cung kính, dùng thân tâm thành kính nhất nằm vóc sát đất vào sâu pháp tánh, lễ lại mười phương chư Phật thế tôn ba đời quá khứ hiện tại và vị lai để trừ chướng ngã mạn, mà còn khắp đại biểu chúng sinh mười phương thế giới lễ lại chư Phật pháp tăng tam bảo. Bồ Tát tu hành như thế mà sinh ra vô tận công đức căn lành và đem hồi hướng, Bồ Tát lại thường khuyến thỉnh các đức Phật thường xót chúng sinh, thường ở lại đời chuyển bánh xe pháp, thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh luôn được nghe chánh pháp để khổ được vui. Do khuyến thỉnh chư Phật thuyết pháp ở lại đời mà đắc được vô tận công đức tạng, sau khi Bồ Tát nghe Phật nói pháp rồi lại y theo pháp tu hành mà còn dũng mãnh tinh tấn siêng năng tu tập Phật pháp. Nếu chỉ nghe mà không thực hành thì sẽ chẳng đắc được lợi ích. Bồ Tát vì chuyên tâm nghe và thiết thực y theo pháp tu tập, cho nên ngài hay lãnh ngộ, hay có sự lãnh ngộ thì cảnh giới không thể nghĩ bàn, cảnh giới rộng lớn có thể sẽ hiện tiền. Cảnh giới đó chẳng phải người bình thường có thể dùng tâm ý để suy nghĩ, dùng lời lẽ thế tục có thể nói hoặc diễn tả được.
Đó là do công phu tu hành thiết thực thành tựu tự nhiên. Khi công hạnh tu hành đạt đến trình độ nào đó, thì sẽ có cảnh giới không thể nghĩ bàn, rộng lớn chẳng có bờ mé, lúc đó sẽ minh bạch cảnh giới đó. Do có công hạnh như thế, thì ở trong đó sẽ sinh ra vô lượng vô biên căn lành. Bồ Tát nghe Phật nói pháp tinh tấn tu tập như vậy, đạt được vô tận công đức tạng đem hồi hướng. Bồ Tát lại đối với căn lành của chư Phật quá khứ tu, căn lành của hết thảy chúng sinh đời quá khứ tu, căn lành của chư Phật đời vị lai tu, căn lành của hết thảy chúng sinh đời vị lai tu, căn lành của chư Phật đời hiện tại tu, căn lành của hết thảy chúng sinh đời hiện tại tu, chẳng phân biệt là Phật cũng tốt, là chúng sinh cũng tốt, Bồ Tát đều đồng quán tùy hỷ mà còn hoan hỷ. Vì hay tùy hỷ hoan hỷ nên tâm lượng của Ngài nhất định rộng lớn, nhu hòa, sẽ chẳng sinh ra tâm đố kỵ và tâm sân hận. Bồ Tát tu công đức tùy hỷ này, căn lành sinh ra đắc được vô lượng công đức tạng. Quá khứ, vị lai, hiện tại, mười phương chư Phật đầy đủ căn lành là vô tận, chẳng biết có bao nhiêu. Các vị Bồ Tát mười phương ba đời đắc được vô tận công đức tạng. Mỗi một vị Phật trong mười phương ba đời, khi các ngài thành đẳng chánh giác rồi, nhất định sẽ chuyển bánh xe pháp lớn, dễ nói chánh pháp, khiến cho tất cả chúng sinh thân tâm được điều phục, khiến cho chúng sinh càng cường cũng đều được điều phục, được hợp lý hợp pháp. Bồ Tát đối với tất cả nghiệp lành đó, phương tiện pháp môn giáo hóa chúng sinh, ngài đều lãnh ngộ, cũng phát tâm tùy hỷ, cũng phát tâm hoàn hỷ, tùy hỷ chư Phật chuyển bánh xe pháp lớn. Như vậy sinh ra đủ thứ căn lành, đắc được vô tận công đức tạng. Ba đời chư Phật từ khi ban đầu phát tâm thì phát tâm tu Bồ Tát hạnh, tu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu hành, khổ hạnh khó hành phổ độ chúng sinh, trải qua bao nhiêu kiếp, công hạnh viên mãn đầy đủ mới thành tối chánh giác mà chứng được quả vị Phật. Thành Phật rồi giáo hóa chúng sinh cho đến thị hiện vào Niết Bàn, tức là nhân duyên ngài giáo hóa chúng sinh, ở phương này có thể nói là đã mãn, bèn thị hiện vào Niết Bàn, nhập diệt. Phật thị hiện vào Niết Bàn, để khỏi chúng sinh nhân gian rộng lớn rồi, thì chánh pháp trụ thế một thời kỳ, dần dần tiến vào thời kỳ mạt pháp, cho đến lúc Phật pháp diệt hết. Lịch trình trải qua trong thời kỳ này, các thứ cảnh giới khác nhau về thời gian không gian đều có sự biến hóa hiển rõ. Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, ngài thảy đều hoan hỷ, cho nên sinh ra căn lành hoan hỷ, thành tựu vô tận công đức tạng. Bồ Tát tu hành ngày đêm sáu thời, chẳng bỏ sự sám hối, lễ tán tùy hỷ hồi hướng, cho nên thành tựu vô lượng công đức. Bồ Tát niệm bất khả thuyết cảnh giới của chư Phật như vậy và cảnh giới của mình, cho đến cảnh Bồ Đề không chướng ngại, tất cả các lành rộng lớn khác biệt như vậy, phàm là tích tập tiên hiểu tùy hỷ viên mãn thành tựu tu hành đắc được, trì giác nhiếp trì tăng trưởng, thảy đều hồi hướng trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, niệm đến bất khả thuyết, nhiều cảnh giới của chư Phật như vậy, sự nhớ niệm tồn tại đó, chẳng những tâm niệm, miệng niệm, mà còn bao quát ý nghĩa quan sát trong đó. Bồ Tát chánh niệm tư duy, quan sát vô lượng vô số căn lành công đức của chư Phật, thành tựu cảnh giới thắng diệu. Bồ Tát dùng trí huệ thắng diệu của Ngài vào sâu nhớ niệm cảnh giới của chư Phật. Bồ Tát cũng nhớ niệm quan sát tất cả những gì mình làm trong quá khứ và hiện tại, trong đó có sự tướng như ý và bất như ý. Nhưng Ngài đã biết những cảnh giới đó đều là hiện tướng hư vọng chẳng thật, cho nên quyết chẳng làm cho Ngài khởi tâm tham ái, cũng không sinh ra chấp trước sân hận, cho đến do phát tâm Bồ Đề mà đắc được trí huệ cảnh giới không chướng ngại. Bồ Tát cũng chẳng sinh tâm được mất, đủ thứ vô lượng cảnh giới rộng lớn khác nhau. Như vậy, thành tựu rộng lớn vô tận, đủ thứ căn lành công đức tạng khác nhau, Bồ Tát tu hành pháp môn hồi hướng, phàm là đủ thứ căn lành tích tập được, phàm là căn lành tin sâu thấu hiểu các pháp, phàm là đủ thứ căn lành lớn nhỏ mà Ngài từng tùy hỷ mười phương ba đời chư Phật Bồ Tát và pháp giới chúng sinh tu tập, phàm là căn lành tu lục độ vạn hạnh công đức đầy đủ viên mãn thành tựu, phàm là tất cả căn lành tu tập pháp môn mà thành tựu, phàm là tất cả căn lành tu đủ thứ hạnh môn có được, phàm là căn lành thắng diệu tu chứng đắc được, phàm là căn lành do hiểu biết mà giác ngộ pháp tánh có được, phàm là căn lành nhiếp thọ giáo nghĩa của chư Phật mà tâm hành trì đắc được, phàm là tất cả căn lành tăng trưởng, Bồ Tát thảy đều đem hồi hướng hết cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề giác đạo,
hồi hướng về Trần Như Thật Đế và dùng để trang nghiêm cõi nước chư Phật trong mười phương và đạo tràng của chư Phật. Như đời quá khứ vô biên tế kiếp tất cả thế giới, nơi tu hành tất cả Như Lai, đó là vô lượng vô biên loại thế giới của Phật, chỗ chư Phật biết được, chỗ Bồ Tát biết được, chỗ đại tâm tiếp thọ trang nghiêm cõi Phật. Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này chẳng những ngài hồi hướng cõi nước của chư Phật hiện tại mà cũng hồi hướng cho đời quá khứ vô lượng vô biên tế kiếp hết thảy tất cả thế giới cùng với đạo tràng tu hành của chư Phật trong mười phương thế giới và nơi chư Phật đã từng hàng lâm. Đó là vô lượng vô số loại thế giới của Phật. Bồ Tát thảy đều thành khẩn hồi hướng và hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về chân như thật tế. Phạm là chỗ trí huệ của Phật biết được, chỗ trí huệ của Bồ Tát biết được, chỗ tâm đại Bồ Đề, tâm đại bi tiếp thọ giúp nạp được, Bồ Tát đều trang nghiêm cõi Phật của chư Phật trong mười phương. Thanh tịnh nghiệp hạnh, sở chảy sở dẫn, ứng chúng sinh khởi mà thần lực Như Lai thị hiện ra, chư Phật ra đời do tịnh nghiệp thành tựu và diệu hạnh của Bồ Tát phổ hiển hưng khởi, trong đó tất cả chư Phật thành đạo thì hiện đủ thứ thần lực tự tại. Nghiệp thanh tịnh, tức là nghiệp vô lậu, do tu lục độ phạn hạnh mà sinh ra nghiệp thanh tịnh, do nghiệp hạnh thanh tịnh mà đắc được, tự thọ dụng, tức cũng là tự lợi. Nghiệp hạnh thanh tịnh đó, tức là sở lưu, giống như suối nước thanh tịnh chảy ra, chư Phật Bồ Tát dùng nghiệp hạnh thanh tịnh tu được, để tự lợi và lợi tha, dùng đó để giáo hóa chúng sinh, cứu chúng sinh trong biển khổ, tùy theo nghiệp duyên của chúng sinh. Lại trợ giúp thành mà tăng trưởng nghiệp hạnh thanh tịnh của chính mình. Đó giống như đào một cái hồ, dẫn nguồn nước thanh tịnh vào trong hồ. Cho nên nói nghiệp hạnh thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát đều là do tu hạnh thanh tịnh vô lậu và độ hóa chúng sinh mà thành tựu. Trong nguyện thứ 9 của 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiển có câu kinh văn rằng: các Bồ Tát dùng nước đại bi lợi ích chúng sinh, tức có thể sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Cho nên Bồ Đề thuộc về nơi chúng sinh, nếu chẳng có chúng sinh thì tất cả Bồ Tát cuối cùng không thể thành vô thượng chánh giác. Do đó có thể biết Bồ Tát hóa độ chúng sinh, tức thành tựu duyên tăng thượng. Nghiệp hạnh thanh tịnh tức là sở chảy, duyên tăng thượng là sở dẫn. Bồ Tát tu nghiệp hạnh thanh tịnh đó là rộng độ chúng sinh mà sinh ra pháp vô lậu, cũng là thần lực của Phật thị hiện, cũng là tu nghiệp xuất thế thanh tịnh mà thành tựu, cũng là diệu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiển hương khởi. Hết thảy mười phương ba đời chư Phật đều ở trong nghiệp hạnh thanh tịnh mà thành tựu đạo quả vô thượng, thành Phật viên mãn Bồ Đề giác đạo và thị hiện đủ thứ sức thần thông đại oai đức tự tại. Suốt thuở vị lai hết thảy Như Lai ứng chánh đẳng giác trụ khắp pháp giới sẽ thành Phật đạo, sẽ đắc được tất cả cõi Phật thanh tịnh công đức trang nghiêm, tận pháp giới hư không giới, không có bờ mé, không đoạn tuyển, không cùng tận, đều từ trí huệ Như Lai sinh ra. Trong kiếp số thuở vị Lai không thể cùng tận, hết thảy Như Lai không tính được số Như Lai. Ở những kiếp đó, công hạnh viên mãn, ứng thành chánh đẳng giác, chứng được quả Phật, pháp thân đầy rẫy hư không, trụ khắp pháp giới, giáo hóa chúng sinh cũng thành Phật đạo. Cõi nước của chư Phật được thành tịnh nhất, và tất cả đồ thắng diệu trang nghiêm khiến cho cõi Phật thành tịnh trang nghiêm, tận pháp giới hư không giới, chẳng có bờ mé, chẳng có phân biệt dài ngắn, khó dò được, không thể đoạn tuyệt, cũng không có ngày cùng tận, vì cõi Phật đó đều từ trong trí huệ thù diệu của chư Phật sinh ra cảnh giới thượng diệu, trở thành cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. Vô lượng báu vi diệu trang nghiêm, đó là tất cả hương trang nghiêm, tất cả hoa trang nghiêm, tất cả y phục trang nghiêm, tất cả công đức tạng trang nghiêm, tất cả các Phật lực trang nghiêm, tất cả cõi nước Phật trang nghiêm, đó là chỗ ở của Như Lai với các chúng thanh tịnh, đồng hành túc duyên không thể nghĩ bàn đều ở trong đó. Ở trên nói các cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, tận hư không khắp pháp giới, nhiều không có bờ mé, không đoạn tuyệt, không cùng tận như vậy, đều từ trong trí huệ của mười phương chư Phật sinh ra, có các báu kỳ diệu không thể tính đếm, đủ thứ báu đẹp không thể tưởng tượng được trang nghiêm cõi nước, giống như các thứ hương báu, các thứ hoa quý, y phục báu đẹp dùng để trang nghiêm đạo tràng của Phật, lại có tạng công đức của chư Phật và thần lực, mười thứ đại oai đức của chư Phật cùng trang nghiêm, cõi nước mười phương chư Phật đều thành tịnh trang nghiêm như vậy,
cõi nước Thủ Thắng như đã nói ở trên, có công đức viên mãn, phước huệ của Phật đầy đủ mới có thể trụ nhiếp thọ, chẳng phải các chúng Bồ Tát khác có thể trụ được, cho nên nói chỗ ở của Như Lai. Ngoài ra còn có rất nhiều Bồ Tát không thể tính đếm được, và các chúng thanh tịnh đều là đệ tử của Phật trong quá khứ, đời đời kiếp kiếp có duyên với Phật, các bậc đại thánh theo Phật tu hạnh thanh tịnh, cùng ở trong đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm thù thắng với Phật, đồng hành túc duyên, tức là bậc đồng đạo cùng ở với nhau một chỗ để tu hành. Ví như ở chùa Kim Sơn có không ít bốn chúng đệ tử, mọi người cùng ở trong chùa sớm tối cùng tu, đọc tụng kinh điển, lễ Phật trì chú, tham thiền đà tọa, mỗi người đều ngày đêm sáu thời dũng mãnh tinh tấn, tơ hào chẳng có tâm dài đã lười biếng. Đó chẳng phải là hội ngộ ngẫu nhiên, mà là trong quá khứ không biết bao nhiêu đời đã từng cùng nhau tu hành, trải qua bao nhiêu kiếp, cho đến đời tương lai mọi người cũng sẽ cùng nhau tu hành thẳng đến cùng chứng quả Bồ Đề giác đạo, viên mãn quả Phật. Cho nên mọi người phải tôn trọng sự đồng hành túc duyên này, hòa hợp giúp nhau. Đó tức là ý nghĩa đồng hành túc duyên. Người tu học Phật đạo, tư tưởng hành vi nhất định phải thể khắc chân chánh, không thể tạp niệm hương ngụy xào trá, dù nhỏ như hạt bụi cũng đừng có, bằng không thì tâm tu đạo sẽ phân tán. Khi chúng ta ban đầu phát tâm hướng đạo, biết một chút thì làm một chút, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, từ từ tiến tới, tu được một chút thì hay một chút, phải thật tế. Đừng làm công phu phô diễn, tham cầu hư danh. Tu học Phật đạo y giáo lý tu hành, đó là việc của mình, chẳng phải để cho người ngoài nhìn, cũng chẳng phải đồ háo danh. Do đó nên có bạn hữu đồng hành túc duyên ở chung với nhau, cùng tu nghiệp hạnh thanh tịnh, đừng dính vào nghiệp nhiễm ô. Ai ai cũng thanh bạch, tạo nghiệp thanh tịnh, thì chẳng có tâm ích kỷ, chẳng có tâm tự lợi, chẳng có niệm tham, chẳng có tâm sân, chẳng có tâm si. Có những ưu điểm như thế, cho nên mới được gọi là nghiệp thanh tịnh. Đạo thì phải hành mới đắc được, phải sinh tu nghiệp hạnh thanh tịnh mới có thể chứng được đạo hạnh chân chánh. Chẳng phải chỉ dùng miệng nói, mà là phải thiết thực làm được. Miệng nói một trượng chẳng bằng làm được một thước. Chúng thanh tịnh tu nghiệp hạnh thanh tịnh, đường theo bậc thiện tri thức, an trụ với nhau trong một đạo tràng, sớm tối tụ với nhau, cùng tu, cùng tham, phải tùy thời cùng nhau khuyên gian sách tấn, để cầu đạo nghiệp vô thượng. Trong đời vị lai sẽ thành chánh giác, tất cả chư Phật thành tựu, chẳng phải thế gian có thể thấy được, mà tịnh của Bồ Tát mới chiếu thấy được. Các Bồ Tát đó đủ oai đức lớn, vì thuở xưa đã trồng căn lành, biết tất cả pháp như huyễn như hóa, thực hành khắp các nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát và tam muội tự tại không nghĩ bàn, phương tiện khéo léo hay làm Phật sự, phóng quang minh của Phật chiếu khắp thế gian, chẳng có giới hạn bở mé. Chúng thanh tịnh tu học Phật đạo, nếu chân chánh sinh tu nghiệp thiện thanh tịnh bao nhiêu kiếp về sau thì nhất định sẽ thành tựu quả Phật chánh giác. Giả như không sinh tu nghiệp hạnh thanh tịnh thì đời đời kiếp kiếp cạo bỏ râu tóc, xuất gia làm tăng làm ni, muốn thành Phật cũng rất là chậm chạp. Một người tu đạo có thể thành chánh giác, tuy nói phải tự mình dũng mãnh tinh tấn, nhưng cũng phải nương sự gia bị của chư Phật mới có thể thành tựu quả Phật Bồ Đề giác đạo. Cho nên nói sự thành tựu của tất cả chư Phật, cảnh giới đó chỉ có bậc thánh nhân xuất thế mới minh bạch được, chẳng phải hàng phàm phu có thể thấy được, nhận thức được. Cảnh giới đó chỉ có mắt tịnh của Bồ Tát mới chiếu thấy được. Vì Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, Ngài đã tu được ngũ nhãn, lục thông, mắt tịnh tức là mắt trí huệ thanh tịnh. Phải có mắt trí huệ thanh tịnh mới chiếu thấy được cảnh giới đó. Đại Bồ Tát biết được, thấu rõ được cảnh giới đó, Ngài đã đầy đủ đại oai đức và sức đại thần thông. Thần thông oai đức đó chẳng phải ngẫu nhiên, dễ dàng có thể đắc được. Đó là do ở trong đời quá khứ đã làm rất nhiều việc lành, vun bồi căn lành lớn thâm sâu mới được thành tựu. Cho nên nói thuở xưa đã trồng, Bồ Tát biết tất cả pháp đều giống như huyễn thuật, hư ngụy như hóa, nhân duyên kết hợp huyễn hóa mà sinh, nó chẳng có thể tánh chân thật. Tuy Bồ Tát Ngài đã thấu rõ các pháp không tướng, nhưng Ngài vẫn khắp tu hành đạo nghiệp thanh tịnh của các Bồ Tát tu. Vị Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, Ngài có thể vào trong định tự tại thắng diệu, không thể nghĩ bàn, không thể dùng lời diễn tả được. Ngài kéo vận dụng đại trí huệ của Ngài,
dùng phương tiện khéo léo, tùy duyên giáo hóa chúng sinh, mỗi cử chỉ hành động, lời nói, đi đứng, nằm ngồi, nơi nơi biểu hiện của Bồ Tát đều là nói pháp, rộng độ chúng sinh, làm Phật sự lớn, quang minh của Ngài phóng ra giống như quang minh của Phật, có thể chiếu khắp mười phương hết thảy thế gian, chẳng có giới hạn, cũng chẳng có bờ mé. Hiện tại tất cả chư Phật Thế Tôn cũng đều trang nghiêm thế giới như vậy, vô lượng hình tướng, vô lượng quang minh màu sắc, đều do công đức mà thành tựu. Vô lượng hương, vô lượng báu, vô lượng cây, vô số trang nghiêm, vô số cung điện, vô số âm thanh, tùy thuận túc duyên các thiện tri thức, thể hiện tất cả công đức trang nghiêm chẳng cùng tận. Hiện tại tất cả chư Phật trang nghiêm thế giới này là căn cứ vào quá khứ chư Phật trang nghiêm hành trì thế giới này, cho nên Ngài cũng trang nghiêm thế giới như thế. Vô lượng hình thể, vô lượng tướng trạng, vô lượng hào quang, vô lượng màu sắc, những hình tướng quang minh màu sắc đó, vô lượng vô số đều là công đức tích tụ tu hành của Bồ Tát mà thành tựu. Lại có vô lượng đủ thứ hương báu, vô lượng bảy báu, vô lượng cây báu, vô lượng trang nghiêm đầy đủ, vô số cung điện báu, đủ thứ âm thanh vi diệu, đủ thứ như thế, đều là vô lượng vô số, đều là tùy thuận nhân duyên đời trước, cùng với sự gần gũi các vị thiện tri thức thuở xưa, mà tích tụ công đức dùng để trang nghiêm thế giới. Như vậy đủ thứ công đức trang nghiêm chẳng có cùng tận, suốt thuở vị lai cũng không hết được. Đó là tất cả hương trang nghiêm, tất cả man trang nghiêm, tất cả hương bổ trang nghiêm, tất cả báu trang nghiêm, tất cả phan trang nghiêm, tất cả lụa báu màu trang nghiêm, tất cả lan can báu trang nghiêm, a tăng kỳ lưới vàng trang nghiêm, a tăng kỳ sông trang nghiêm, a tăng kỳ mây mưa trang nghiêm, a tăng kỳ âm nhạc diễn tấu âm thanh vi diệu. Ở trên là nói về vô lượng đồ trang nghiêm, trong đó có phàm phu chưa từng thấy qua, nói lại cũng chẳng dễ dàng thấu hiểu. Người bình thường có thể biết, có thể tưởng tượng, như hết thảy hương quý trên đời, hương trầm hương trên đàn, hương nghiêu đầu trên đàn, vân vân, lại có đủ thứ man dài báu tinh chế, lại có đủ thứ hương bổ danh quý, lại có các thứ báu chân kỳ, lại có phan báu dùng các châu báu nghiêm sức, lại có vô lượng lụa màu bằng châu báu, lại có vô số lan can cũng đều dùng đá báu làm thành, còn có vô số lưới vàng, vô số sông báu trong cõi nước, vô số mây pháp báu vi diệu, mưa pháp vũ đầy dãy hư không pháp giới, và còn có không biết bao nhiêu là âm nhạc trời vi diệu diễn tấu Phật khúc thần thánh, có đủ thứ như vậy không biết được hết, không nói ra hết được các bảy báu đẹp hiếm có trên đời, trang nghiêm đạo tràng và cõi nước của chư Phật. Vô lượng vô số đồ trang nghiêm như vậy, trang nghiêm tất cả tận pháp giới hư không giới, do vô lượng đủ thứ nghiệp trong mười phương sinh ra, chỗ Phật biết rõ, chỗ Phật tiên nói, tất cả thế giới, thảy tất cả cõi Phật trong đó. Như kinh văn đã nói nhiều ở trên, không thể dùng tâm suy nghĩ hoặc tính đếm để độ lượng các thứ đồ trang nghiêm được, dùng để trang nghiêm tận hư không khắp pháp giới cõi Phật và đạo tràng. Những đồ trang nghiêm thủ diệu đó là do trong mười phương thế giới vô lượng vô biên đủ thứ nghiệp thiện thanh tịnh sinh ra, là căn lành công đức của chư Phật Bồ Tát tu tập mà thành tựu, chẳng phải phàm phu có thể thấy được hiểu biết được. Quả báo của nghiệp thiện thanh tịnh đó sinh ra chỉ có Phật và Bồ Tát mới biết được. Phật biết nhân duyên của nghiệp báo thành tựu cũng chỉ có Phật mới có thể nói được. Tất cả thế giới thành tựu là do chân lý của nghiệp nhân hiển hiện, tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi Phật đều là đạo lý đó mà thành tựu, đều do vô lượng đủ thứ nghiệp sinh ra. Đó là cõi Phật trang nghiêm, cõi Phật thanh tịnh, cõi Phật bình đẳng, cõi Phật diệu hào, cõi Phật oai đức, cõi Phật rộng lớn, cõi Phật an lạc, cõi Phật không thể hoại, cõi Phật vô tận, cõi Phật vô lượng, cõi Phật không động, cõi Phật vô úy, cõi Phật quang minh, cõi Phật không trái nghịch, cõi Phật đáng ưa thích, cõi Phật khắp chiếu sáng, cõi Phật nghiêm đẹp, cõi Phật tinh lệ, cõi Phật khéo đẹp, cõi Phật bậc nhất, cõi Phật thắng, cõi Phật thù thắng, cõi Phật tối thắng, cõi Phật cực thắng, cõi Phật thượng, cõi Phật vô thượng, cõi Phật vô đẳng, cõi Phật vô tỷ, cõi Phật không ví dụ. Đoạn kinh văn ở trước nói trong vô lượng vô biên thế giới có tất cả cõi Phật, hiện tại sơ lược đưa ra 29 loại, tên gọi tùy theo thể đức dụng khác biệt của mỗi vị Phật thành tựu mà có sự lập tên chẳng giống nhau, đó là cõi Phật trang nghiêm,
Phật trụ thế trong cõi Phật này, danh hiệu của Ngài gọi là Phật Trang Nghiêm, vì Ngài tu tập vạn thiện đầy đủ, dùng công đức vạn thiện trang nghiêm cõi Phật và đạo tràng của Ngài, cũng dùng vạn thiện trang nghiêm làm danh hiệu của mình và tên của cõi Phật. Cõi Phật thanh tịnh, Phật trụ thế trong cõi Phật này từ lúc ban đầu Ngài phát tâm tại nhân địa, thì nghiêm trì giới thanh tịnh, tu phạm hạnh thanh tịnh xuất thế. Khi công hạnh của Ngài viên mãn, chứng được quả vị Phật rồi, danh hiệu Phật là thanh tịnh, cõi Phật cũng do đó mà gọi là cõi Phật thanh tịnh. Biểu thị cõi Phật của Ngài là thuần tịnh không nhiễm, chẳng có chút nhiễm ô nào. Cõi Phật bình đẳng, danh hiệu của vị Phật này gọi là bình đẳng, cõi Phật cũng gọi là bình đẳng. Vì vị Phật này hiểu rõ là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp. Ngài hóa độ chúng sinh cũng là bình đẳng, chẳng có tâm phân biệt. Cho nên bình đẳng là thắng đức của Ngài, do đó gọi là cõi Phật bình đẳng. Cõi Phật diệu hảo, vị Phật này thành tựu quả đức, thù thắng vi diệu, cho nên được tôn là Phật diệu hảo. Cõi nước ứng hóa cũng gọi là cõi Phật diệu hảo. Cõi Phật oai đức, vị Phật này trụ thế, Ngài có oai có đức, khi giáo hóa chúng sinh thể oai đức đều dùng, cho nên tôn hiệu của Ngài là Phật oai đức. Cõi nước gọi là cõi Phật oai đức. Cõi Phật rộng lớn, diện tích của cõi Phật đầy nhất định rất rộng lớn. Phật trụ ở cõi đó, mười pháp vũ thấu nhuần khắp, lấy từ bi làm đầu đối với chúng sinh, chẳng ghét kẻ ác, chẳng nhớ lỗi xưa, tầm lượng rộng lớn, đại lượng, có thể bao thái hư, đức hạnh cũng rộng lớn. Do đó mà gọi là Phật rộng lớn, cõi nước cũng gọi là cõi Phật rộng lớn. Cõi Phật an lạc, vị Phật trụ trì đó gọi là Phật an lạc, cõi nước của Ngài ở rất an lạc, được sinh vào cõi nước của Ngài thì được an ổn và vui sướng, cho nên gọi là cõi Phật an lạc. Cõi Phật không thể hoại, vị Phật trụ trì đó gọi là Phật không thể hoại, căn lành công đức của chúng sinh trong nước của Ngài chánh tín chánh niệm, vĩnh viễn không bị ngoại đạo phá hoại, nghiệp thiện vĩnh viễn chẳng bị tổn thương phá hoại. Nhưng họ dùng trái nghiệp có thể phá mà quần hoại nghiệp ác, cho nên gọi là cõi Phật không thể hoại. Cõi Phật vô tận, vị Phật vô tận đó, cõi nước của Ngài vĩnh viễn tồn tại, thời gian kiếp số Ngài trụ thế chẳng cùng tận, tâm từ bi giáo hóa chúng sinh vĩnh viễn chẳng dừng lại, thuyết pháp độ sinh vĩnh viễn chẳng nhàm mỏi, quyến thuộc của Ngài cũng vô cùng vô tận, danh hiệu Phật gọi là Phật vô tận, cõi nước cũng gọi là vô tận. Cõi Phật vô lượng, đức hạnh của Phật vô lượng vô biên, cõi nước vô lượng, đồ trang nghiêm thủ thắng vô lượng, quyến thuộc vô lượng, pháp tài cũng vô lượng. Cõi Phật vô động, danh hiệu Phật vô động nghĩa là định lực của Ngài thù đặc, kiên cố như núi Kim Cang, chẳng có cảnh giới gì có thể lay động được Ngài, cho nên Bậc Thánh có tâm lớn và có chúng thành tịnh căn lành phước đức, đều ưa thích nương vào Ngài, tu học Phật đạo. Cho nên cõi nước nối tiếp theo đức hạnh của Phật cũng gọi là cõi Phật vô động, cõi Phật vô ý. Bồ Tát Quán Thế Âm hành đạo ở thế giới Ta Bà khắp cứu độ chúng sinh, cho nên chúng sinh ở thế giới Ta Bà gọi Ngài là bậc vô ý thí, vì Ngài chẳng sợ khốn khổ hoạn nạn, tà ma ngoại đạo. Vị Phật này Ngài cũng hàng phục được ma, chủ trì trái nghĩa, dùng tinh thần đại vô ý trụ thế. Phật gọi là vô ý, cõi nước cũng gọi là cõi Phật vô ý. Cõi Phật quang minh, vị Phật đó có đại trí huệ, quang minh trí huệ của Ngài chiếu khắp mười phương thế giới. Trong cõi nước của Ngài chẳng có chỗ nào tối tăm, chẳng có ba đường ác dùng lưu ly làm đất. Chúng sinh trong cõi nước Ngài ai ai cũng vui vẻ tươi cười, từ trong tâm sáng ngời cho đến sắc mặt hòa mục, đó đều là quang minh trí huệ của Phật chiếu sáng, hiện ra cảnh giới quang minh sáng lạn, cho nên cõi nước của Ngài gọi là cõi Phật quang minh. Cõi Phật không trái nghịch, vị Phật đó từ bi giống như mẹ hiền, Ngài thương chúng sinh giống như con một, đối với chúng sinh tâm từ bi bình đẳng quan sát, dùng phương pháp phương tiện khéo léo và sắc mặt hòa diệu, lời nói dịu dàng, tùy theo ý của chúng sinh khiến cho ai ai cũng đều được như ý mãn nguyện, chưa từng trái nghịch với ý kẻ khác. Do đó trong cõi nước của Ngài tuyệt đối chẳng có kẻ ác nghiệp ác xuất hiện, mà toàn hiện hiện ra sự hòa mục, đó tức là cõi Phật không trái nghịch của Phật không trái nghịch. Cõi Phật đáng ưa thích,
vị Phật đó cũng từ ái giống như Phật, không trái nghịch, chẳng có chút nóng giận nào. Bất cứ lúc nào ở đâu thấy bất cứ người nào, Ngài cũng đều thân thiết hòa mục, bình dị gần người. Bạn có những khó khăn gì, phiền não gì, thậm chí gặp tai nạn, thì chỉ cần thấy được vị Phật này thì tất cả đều tiêu tan hết, trong vô hình sẽ đắc được tự tại an lạc. Vị Phật này thật là khiến cho người kính ái. Chúng sinh nguyện sinh vào trong cõi nước của Ngài nhiều vô lượng vô số, ai ai cũng đều gọi Ngài là Phật đáng ưa thích. Cõi nước của Ngài cũng gọi là cõi Phật đáng ưa thích. Cõi Phật chiếu sáng khắp, danh hiệu của vị Phật này chiếu sáng khắp. Cõi nước của Ngài giáo hóa cũng gọi là chiếu sáng khắp. Sự chiếu sáng khắp này chỉ có Phật có phước đức lớn mới có quả báo này. Cõi Phật nghiêm đẹp, nghiêm là trang nghiêm thanh tịnh, đẹp là thù thắng. Danh hiệu của vị Phật này gọi là Phật nghiêm đẹp, đức hạnh của Ngài thanh tịnh nhất. Cõi nước của Ngài cũng thanh tịnh nhất, cho nên gọi là cõi Phật nghiêm đẹp. Cõi Phật tinh lệ, cõi Phật khéo đẹp, cõi Phật đệ nhất. Tên gọi của các cõi Phật là y vào danh hiệu của Phật. Danh hiệu của Phật tức là danh từ đại biểu công đức thù thắng mà Ngài tu chứng được. Cõi Phật tinh lệ tức là do công đức của Phật mà thành tựu cõi nước. Vì lúc Ngài ở tại nhân địa tu hành thì chẳng dài đãi, đều dũng mãnh tinh tấn, cho nên Ngài mới thành tựu viên mãn cõi nước tốt đẹp. Cõi Phật khéo đẹp và cõi Phật đệ nhất, căn cứ vào tên mà suy ra nghĩa thì biết, đều là nương vào vô lượng công đức thành tựu trang nghiêm. Cõi Phật thắng, cõi Phật thù thắng, cõi Phật tối thắng, cõi Phật cực thắng. Bốn vị Phật này, các Ngài đều đã tu viên mãn đủ thứ pháp môn trong khắp pháp giới, như ba môn giải thoát tối thù thắng, vân vân, đã viên mãn không thiếu khuyết, cho nên các Ngài được gọi là Phật thắng, Phật thù thắng, Phật tối thắng, Phật cực thắng. Cõi nước của các vị Phật đó cũng nương vào danh hiệu của các Ngài mà gọi là cõi Phật thắng, cõi Phật thù thắng, cõi Phật tối thắng, cõi Phật cực thắng. Cõi Phật thượng, cõi Phật vô thượng, tên gọi của hai cõi Phật này, điểm quan trọng là tại Phật thừa, vì đại trì diệu quán là vô thượng, danh hiệu Phật thượng và Phật vô thượng. Cõi nước tức là cõi Phật thượng, cõi Phật vô thượng, cõi Phật vô đẳng. Cõi nước của Phật vô đẳng, chẳng có cõi Phật nào có thể bằng cõi nước của Ngài, cho nên thế giới ứng hóa của vị Phật này được gọi là cõi Phật vô đẳng. Cõi Phật vô tỷ, công đức vô lượng của vị Phật này chẳng có ai có thể so sánh với Ngài được, cho nên gọi là Phật vô tỷ. Cõi nước cũng gọi là cõi Phật vô tỷ. Kỳ thật, Phật với Phật đều đồng đều, đều là công đức viên mãn, phước huệ đầy đủ, nên các danh hiệu đó được tôn kính chứ chẳng có sự khác biệt về cao thấp. Cõi Phật không ví dụ, ý nghĩa không ví dụ là tán dương công đức của vị Phật này, tìm chẳng được một vật gì, một câu nói nào hoặc một văn tự nào trên thế gian để ví dụ hoặc hình dung, vì đức hạnh của Ngài chí cao vô thượng, thủ thắng đạt đến cực điểm, cho nên xưng là Phật không ví dụ. Cõi nước của Ngài cũng gọi là cõi Phật không ví dụ. Tất cả cõi Phật quá khứ, vị lai, hiện tại như vậy, hết thảy sự trang nghiêm, Đại Bồ Tát đem căn lành của mình phát tâm hồi hướng, nguyện dùng hết thảy cõi nước trang nghiêm thanh tịnh của tất cả chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại như vậy, thảy đều trang nghiêm nơi tất cả thế giới. Như hết thảy sự trang nghiêm cõi nước của tất cả chư Phật, thảy đều thành tựu, thảy đều thanh tịnh, thảy đều tích tập, thảy đều hiển hiện, thảy đều nghiêm đẹp, thảy đều trụ trì. Như vậy mười phương ba đời, đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, hết thảy cõi nước chư Phật, hết thảy đủ thứ sự trang nghiêm, vị Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này, Ngài đem đủ thứ căn lành công đức của mình tu tập được, phát tâm Đại Bồ Đề, hồi hướng cho mười phương ba đời cõi nước chư Phật. Bồ Tát phát nguyện, Ngài nói tôi nguyện cõi nước của chư Phật ba đời đều trở thành thanh tịnh nhất, cõi Phật trang nghiêm nhất, dùng sự trang nghiêm vô thượng, trang nghiêm tất cả thế giới, mà sự trang nghiêm của thế giới đó cũng đồng như hết thảy sự trang nghiêm của vô lượng cõi nước chư Phật. Bồ Tát dùng sự trang nghiêm cõi nước của chư Phật mà tự trang nghiêm, đem căn lành công đức của mình mà trang nghiêm cõi nước của chư Phật. Những sự trang nghiêm đó đều thành tựu, căn lành của Bồ Tát tu cũng có thể thành tựu đủ thứ sự trang nghiêm đó. Nhưng nguyện cõi nước của mười phương ba đời chư Phật đều được thanh tịnh, đều có thể thành tựu cõi nước tích tụ các thứ báu.
Cảnh giới thủ thắng đó đều hiển hiện rõ nơi thế gian, đó đều là cõi nước thanh tịnh nhất, trang nghiêm thượng diệu nhất, đều thường trụ trì ở tại thế gian. Mỗi đạo tràng đều có tam bảo thường trụ trì giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát dùng căn lành của Ngài tu, thành khẩn hồi hướng như thế. Như một thế giới, tận pháp giới hư không giới như vậy, tất cả thế giới cũng đều như vậy. Ba đời tất cả cõi nước chư Phật, đủ thứ sự trang nghiêm, thảy đều đầy đủ. Bồ Tát hồi hướng phát nguyện trang nghiêm mười phương ba đời cõi nước của chư Phật. Trước hết trang nghiêm một thế giới, sau đó khắp trang nghiêm tất cả thế giới, tận hư không khắp pháp giới. Cõi nước ba đời chư Phật đều như vậy, hết thảy tất cả sự trang nghiêm cũng đầy khắp cõi Phật tận hư không khắp pháp giới. Đầy đủ sự trang nghiêm thượng diệu như vậy, đồng nhau chẳng có khác biệt. Mỗi cõi Phật đầy đủ vô tận trang nghiêm, tức mười phương ba đời cõi Phật thảy đều trang nghiêm. Một cõi Phật trang nghiêm tức tất cả đều trang nghiêm. Một nơi viên mãn đầy đủ thì tất cả mọi nơi đều viên mãn đầy đủ, trung trung vô tận, vô tận trùng trùng. Đó tức là cảnh giới của biển thế giới hoa tạng. Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả cõi Phật mà tôi tu có các Đại Bồ Tát thảy đều đầy khắp trong đó. Các Bồ Tát đó thể tánh chân thật, trí huệ thông đạt, kéo phân biệt được tất cả thế giới và chúng sinh giới, vào sâu pháp giới và hư không giới. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu vô tận công đức tạng, Ngài lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập hồi hướng như vậy. Nguyện căn lành mà tôi tu hành thành tựu cõi nước chư Phật. Ở trong cõi nước chư Phật có vô số Đại Bồ Tát đầy khắp trong đó. Các Đại Bồ Tát trong đó, công hạnh của mỗi vị tu hành đều đã chứng được cảnh giới thể tánh chân thật không hư. Trí huệ của các ngài cũng đặc biệt thù thắng, cho nên thông đạt được tất cả sự lý, tiên dung vô ngại. Các ngài lại khéo phân biệt sự khác nhau của mười phương thế giới và các loài chúng sinh khác nhau trong mười phương thế giới. Các ngài đều vào sâu được hết thảy pháp giới và hết thảy hư không giới, hợp với pháp giới và hư không giới mà làm một. Lìa khỏi ngu si thành tựu niệm Phật, niệm pháp chân thật không thể nghĩ bàn, niệm tăng vô lượng đều khắp cùng. Cũng niệm xả pháp mặt trời viên mãn, trí quang chiếu khắp, thấy không chướng ngại, từ không được sinh, sinh các Phật pháp. Làm chủ các căn lành thù thắng vô thượng, phát sinh tâm bồ đề vô thượng, trụ nơi lực của Như Lai, hướng về trí ba la mật, phá các ma nghiệp, thanh tịnh chúng sinh giới. Lìa khỏi ngu si. Ngu si là đại khắc tinh của chúng sinh, đầu mối của tội ác, là gốc của sinh tử. Để khỏi được ngu si thì đã bước đến con đường của bậc thánh nhân. Làm thế nào mới có thể để khỏi được ngu si? Chỉ có niệm Phật, niệm từ bi của Phật, niệm công đức của Phật, niệm sự trang nghiêm của Phật. Nếu tâm luôn luôn niệm Phật, miệng niệm Phật thì trừ diệt sự ngu si. Nhưng sự khắc tinh của ngu si này như bóng theo hình, không dễ gì mà lìa khỏi được nó. Cho nên niệm Phật cũng chẳng dễ gì đạt đến trình độ tâm niệm, miệng niệm, nhất tâm bất loạn. Nếu lìa khỏi được ngu si thì niệm Phật nhất định sẽ thành tựu. Không lìa khỏi được ngu si thì niệm Phật rất khó mà thành tựu. Niệm pháp chân thật tức là chánh niệm suy ngẫm lý chân thật của các pháp không sinh không diệt. Chân thật tức là pháp không thể nghĩ bàn. Pháp có thể nghĩ bàn thì chẳng phải là pháp chân thật. Chúng sinh ở thế giới cực lạc đều đã lìa khỏi ngu si, cho nên họ sống ở trong niềm vui của pháp, niệm Phật, niệm pháp. Đại Bồ Tát tu hồi hướng này cũng luôn luôn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Ngài niệm pháp chân thật, biết rõ pháp tánh không thể nghĩ bàn, niệm tăng vô lượng đều khắp cùng. Bồ Tát ngài thường niệm tam bảo công đức vô lượng, công đức thanh tịnh đó dùng mãn đến khắp tận hư không biến pháp giới trang nghiêm cõi Phật và lợi ích chúng sinh. Cũng niệm về xả, ý nghĩa chữ xả, chẳng những xả bỏ tất cả ác, mà còn phải xả bỏ tất cả tướng, và còn xả bỏ tất cả sự chấp trước. Đoạn tất cả điều ác, chẳng chấp trước về ta đã đoạn tất cả điều ác. Tu tất cả điều lành, mà chẳng chấp trước về ta tu tất cả điều lành. Bồ Tát niệm về xả, mà niệm xả cũng xả bỏ luôn. Pháp mặt trời viên mãn, Bồ Tát tu hành lục độ vạn hạnh, công đức viên mãn, trí huệ quang minh vô thượng, sáng chói giống như mặt trời, chiếu khắp mười phương pháp giới, tùy những nơi thâm sơn cùng cốc, cũng thấy được chẳng có gì chướng ngại. Đại niệm đại hạnh của Bồ Tát như vậy, đều từ ở trong vô sở đắc, không chỗ đắc mà thành tựu, dùng vô sở đắc sinh ra tất cả Phật pháp,
làm đầu não căn lành sâu dày tối thắm nhất trong chúng sinh về lãnh đạo, phát tâm đại bồ đề, tu học Phật đạo phổ độ chúng sinh. Chủ nơi lực của Như Lai, đường theo mười lực của Như Lai, hướng về trí huệ ba la mật, tức là nhất thiết trí, quả vị viên mãn rốt ráo của chư Phật, đủ thứ phẩm loại trên thế gian và xuất thế gian, tất cả nghĩa lý chẳng có điều gì mà không hiểu biết, chẳng có điều gì mà chẳng thông đạt thành tựu. Phá các ma nghiệp, thành tựu nhất thiết trùng trí rồi, thì có thể nương vào trí huệ, phá trừ tất cả ma sự ma nghiệp, thế lực ác tổn thương lợi ích chúng sinh, thanh tịnh chúng sinh giới, khiến cho chúng sinh mười phương pháp giới đều sống trong cõi tịnh độ thanh tịnh. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, hồi hướng như vậy, phát nguyện lớn như vậy, vào sâu pháp tánh vĩnh viễn lìa điên đảo, căn lành đại nguyện thảy đều chẳng không. Bồ Tát như vậy đầy khắp trong cõi đó, sinh nơi như vậy, có đức như vậy, Bồ Tát có thể tu hành viên mãn công đức đầy đủ, đều là Đại Bồ Tát. Các ngài đều đã tu chứng được nhất thiết chủng trí, cho nên vào sâu được trong tánh không của Phật Pháp, hợp với Pháp mà làm một, vĩnh viễn xả lìa vô minh tham ái, đủ thứ tư tưởng hành vi điên đảo. Tu căn lành, tu một phần thì có một phần công đức, phát nguyện lớn, phát một lần thì có một lần thành tựu, do đó công chẳng tổn mất, quyết chẳng lãng phí. Giống như những vị Đại Bồ Tát này, vô lượng vô số đầy rẫy trong cõi nước của vị Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này. Bồ Tát sinh vào được trong cõi nước thanh tịnh trang nghiêm này, cùng với chúng sinh phát tâm Đại Bồ Đề. Các ngài đều có công đức căn lành tối thắng, giống như chư Phật tu hành. Thường làm Phật sự, được Phật Bồ Đề, thanh tịnh quang minh, đủ trí pháp giới, hiện sức thần thông, một thân đầy khắp tất cả pháp giới, đắc được đại trí huệ vào cảnh giới sở hành của nhất thiết trí, khéo phân biệt được vô lượng vô biên pháp giới cầu nghĩa, nơi tất cả cõi đều chẳng chấp trước mà hiện khắp tất cả cõi Phật, tâm như hư không chẳng có chỗ nương mà phân biệt được tất cả pháp giới, khéo nhập xuất tam muội thâm sâu không thể nghĩ bàn. Các đại Bồ Tát như kinh văn ở trên đã nói, các ngài làm đều hợp với Phật Pháp, cho nên nói các ngài luôn luôn đều làm Phật sự. Các ngài cũng đều đã chứng được Bồ Đề giác đạo, trí huệ thanh tịnh quang minh đầy đủ nhất thiết chủng trí khắp pháp giới. Vì có trí huệ thì có thể hiện hiện đủ thứ sức thần thông, tuy nhiên chỉ có một thân, ngài dùng sức thần thông có thể khiến cho một thân đầy khắp pháp giới. Vì đã đắc được trí huệ lớn nhất, do đó thấy việc tỉnh việc, tất cả sự biểu hiện và sâu khế hợp với cảnh giới trí huệ, lại khéo phân tích vô lượng vô biên văn lý và câu nghĩa trong pháp giới. Văn tự bát nhã của những vị đại Bồ Tát đó đã đắc được văn tự tam muội thâm sâu. Các đại Bồ Tát đối với hết thảy kinh điển, ý nghĩa của mỗi câu đều phân biệt được rất rõ ràng. Các ngài vào bất cứ cõi nước nào cũng chẳng lưu luyến, cũng chẳng chấp trước, dùng một thần mà có thể hiện thần khắp trong tất cả cõi nước của chư Phật. Tâm lượng của các đại Bồ Tát giống như hư không, chẳng chấp, chẳng nương nhờ. Tuy nhiên như vậy, nhưng đối với đủ thứ pháp giới vẫn phân biệt được rất rõ ràng. Bồ Tát tu tam muội có rất nhiều thứ loại, trong đó tam muội thâm sâu nhất, ngài cũng chẳng dụng trước cấp, xuất định, nhập định đều rất tự do tự tại. Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này, khéo xuất nhập tam muội thâm sâu, cho nên ngài mới đắc được vô tận công đức tạng. Hướng về nhất thiết trí, trụ các cõi Phật, đắc được thần lực của chư Phật, khai thị diễn nói pháp nhiều như số A Tăng Kỳ mà chẳng sợ hãi. Tùy thuận căn lành của chư Phật ba đời, chiếu khắp pháp giới của tất cả Như Lai, để có thể thọ trì tất cả Phật Pháp. Mục tiêu của Bồ Tát tu hành là hướng về nhất thiết chủng trí của chư Phật, cùng trụ ở trong một cõi nước với chư Phật, gần gũi chư Phật, đắc được sức thần thông diệu dụng của chư Phật, tức đắc được thần lực gia bị của chư Phật, sức biện tài vô ngại rồi lại giáo hóa chúng sinh, khai đạo chỉ thị chúng sinh nên tu học bát chánh đạo, sẽ nói vô lượng vô biên pháp môn tu hành của chư Phật nói, chế phục ngoại đạo dị luận tà thuyết mà chẳng sợ hãi, tùy thuận theo căn lành của chư Phật ba đời tu hành mà tự mình tu tập, quán chiếu khắp pháp giới của mười phương chư Phật, pháp của chư Phật nói. Bồ Tát một mặt y theo giáo lý tu hành, đồng thời đối với chúng sinh khai triển Phật pháp của chư Phật, khiến cho chúng sinh cũng y giáo phụng hành, biết lời lẽ các pháp nhiều như số A Tăng Kỳ, khéo dễ nói âm thanh khác biệt không thể nghĩ bàn, vào nơi địa vị tự tại vô thượng của Phật,
dù khắp mười phương tất cả thế giới mà chẳng chướng ngại, thực hành pháp không tranh, không chỗ nương, không phân biệt, tu tập tâm bồ đề tăng trưởng rộng lớn, đắc được trí thiện xảo, khéo biết câu nghĩa, hay tùy theo thứ lớp khai thị dễ nói. Đại Bồ Tát đắc được nhất thiết trí rồi, Ngài đã biết vô lượng số lời lẽ của các loài chúng sinh, lời lẽ của các chúng sinh trong chín pháp giới, Ngài đều hiểu được, cũng có thể diễn nói giống âm thanh của họ, chẳng màng loài chúng sinh nào sinh khởi, Ngài đều có thể trực tiếp giao lưu với họ, trao đổi ý kiến với nhau không cần phiên dịch. Bồ Tát có thiên tài về lời lẽ này nên giáo hóa chúng sinh rất có hiệu quả. Bởi vì lời lẽ là chiếc cầu tiếp nối giao lưu đó đây với nhau, Bồ Tát chẳng những hoạt động trong chín pháp giới, mà Ngài cũng có thể vào sâu được cảnh giới vô thượng tự tại của Phật. Ngài đến khắp pháp giới hết thảy thế giới trong mười phương để du lãm, cũng chẳng có chút chướng ngại nào. Giáo hóa chúng sinh, xiển dương Phật Pháp, xử sự tiếp Phật, chẳng có gì mà chẳng viên dung vô ngại, thông đạt thuận lợi. Bồ Tát thực hành không tranh, nghĩa là lời nói ngay thẳng, chẳng tranh luận hơn thua, chẳng tranh giành được mất. Tại sao hay phát sinh tranh? Vì nhân loại do tâm ích kỷ, tâm háo thắng tác quái, nhìn chẳng xuyên thủng, buông xả chẳng đặng thì sinh ra hành vi tranh danh đoạt lợi với người. Một khi có tranh thì sẽ có thị phi, có hơn thua, có thiện ác, có tốt xấu, có khen chê, vân vân, đó là kết quả của tranh. Nếu như nhìn thấu được danh lợi, thiện ác, khen chê, buông bỏ đặng thì còn có gì để tranh luận? Tất cả chấp cái tà đều chẳng còn nữa, trong tâm chẳng có danh lợi hơn thua, thiện ác tốt xấu, khen chê tồn tại, thì cũng chẳng có sự nóng giận tranh giành, trong tâm chỉ có vui vẻ nhường nhịn, gì cũng đều tốt, chẳng có lúc nào mà chẳng tự tại an vui, đó tức là thực hành tam muội không tranh. Tức đã không tranh thì cũng chẳng cần nương vào bất cứ pháp nào, không cần nương tựa vào người nào mới có thể tồn tại. Người hay vào được nơi không tranh thì họ nhất định từ hòa tự lập, quyết định được mọi người ái kính, mong muốn được gần gũi họ, nương vào họ chẳng biết là bao nhiêu. Bồ Tát dùng trí huệ thông đạt tất cả sự lý trong tâm đối với danh lợi thiện ác, thị phi khen chê, những quan niệm đó chưa từng khỏi phân biệt, chẳng ngờ tại phương diện này dụng công phu, Bồ Tát một lòng tu tập chánh pháp, tăng trưởng niệm thiện, tâm Bồ Đề rộng lớn. Tâm Bồ Đề tăng trưởng rộng lớn rồi thì đắc được đại trí huệ phương tiện khéo léo. Vì sức trí huệ nên từ câu và nghĩa lý văn tự của tất cả kinh điển nhìn qua là hiểu rõ, thông đạt vô ngại, cũng tùy thuận nghĩa lý của kinh điển đương vào thứ lớp mà khai triển đạo lý diễn nói Phật Pháp chân thật. Đối với chúng sinh từ từ khai đạo, chỉ bày con đường chánh quyết, khiến cho chúng sinh đều y theo Pháp tu hành, bỏ mê về với chân thật. Nguyện khiến cho các đại Bồ Tát trang nghiêm cõi nước như vậy, đầy dẫy phân bố tùy thuận an trụ, huân tu cực huân tu, thuần tịnh cực thuần tịnh, điểm nhiên yên ổn vắng lặng, nơi một cõi Phật, tùy một phương sở, đều có vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, các đại Bồ Tát như vậy, đầy dẫy cùng khắp. Như một phương sở, tất cả phương sở cũng là như vậy. Như một cõi Phật, tận hư không khắp pháp giới cũng đều như vậy. Vị Đại Bồ Tát này tu hồi hướng vô tận công đức tạng. Ngài lại hy vọng những vị Đại Bồ Tát như trong kinh văn đã nói ở trước đều đến trang nghiêm cõi nước của Ngài, thậm chí đầy dẫy thế giới, phân bố đến tất cả cõi nước tùy thuận an trụ, tùy thuận phong tục tập quán của nước sở tại, an trụ với chúng sinh. Ý nghĩa huân tu có thể đưa ra một ví dụ, giống như các chúng đệ tử ở chùa Kim Sơn, đại chúng cùng nhau dụng công tu hành, hàng ngày sinh hoạt ở trong Phật Pháp, đó giống như dùng hương đốt để huân, huân làm cho nguồn gốc nhan sắc đều thay đổi. Tu tức là tu tập, y chiếu theo đạo lý của Phật nói, để tu sửa trí kiến bất chánh đáng và hành vi lỗi lầm trong quá khứ của chúng ta. Giống như huân tu thân tâm vậy, chẳng có gián đoạn, tu tập đến cực điểm thì gọi là cực huân tu. Huân tu đến trình độ này thì đạt đến cảnh giới thuần tịnh, thuần tịnh đến tột đỉnh rốt ráo thì gọi là cực thuần tịnh. Ý nghĩa về thuần là chẳng tạp loạn. Tịnh tức là thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm ô nào tồn tại. Hiện tượng này tức là cực thuần tịnh mà biểu hiện thật tế. Điểm nhiên yên ổn vắng lặng, điểm là nhu hòa an tĩnh, rất nhu hòa an nhiên tự tại. Yên ổn vắng lặng cũng là an tĩnh. Ở chỗ này có tướng chiếu tịch.
Điềm nhiên yên ổn vắng lặng là căn cứ vào cảnh giới cực thuần tịnh ở trên mà hình dung trạng thái của Bồ Tát sinh hoạt an nhiên tự tại ở trong cảnh giới đó. Nơi một cõi Phật thuần tịnh như vậy mà điềm nhiên yên ổn vắng lặng, tùy một phương sở, phương là chỉ địa phương nhỏ, sở là xứ sở, chỉ địa phương lớn mà nói. Tùy một phương sở là nói bất cứ một xứ sở nhỏ hoặc lớn đều là nơi thuần tịnh như vậy, cũng đều có Đại Bồ Tát thuần tịnh như vậy, số lượng chẳng biết là bao nhiêu, chẳng có cách chi tính đếm được, chẳng có cách chi lường được, chẳng có bờ mé, chẳng có cách chi gọi được, không thể nào dùng tâm nghĩ được, không thể nào độ lượng được, không thể nào dùng lời lẽ để diễn đạt được, nhiều không thể nói, không thể nói được, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Đó là một trong những số mục lớn của Ấn Độ. Đại Bồ Tát nhiều như vậy, đầy rẫy khắp hết trong một phương sở. Một phương sở là như vậy, tất cả phương sở cũng đều như vậy, chẳng riêng như vậy, mà trong một cõi Phật, thậm chí tận hư không khắp pháp giới, trong tất cả cõi Phật, thảy đều đầy rẫy Bồ Tát, cực quân tu, cực thuần tịnh, điềm nhiên yên ổn vắng lặng mà sinh hoạt ở trong đó. Những Bồ Tát đó đức hạnh đều viên mãn, phước huệ đầy đủ, giống như Phổ Hiền Đại Nguyện Vương. Phật tử, Đại Bồ Tát đem các căn lành, phương tiện hồi hướng tất cả cõi Phật, phương tiện hồi hướng tất cả Bồ Tát, phương tiện hồi hướng tất cả Như Lai, phương tiện hồi hướng tất cả Phật Bồ Đề, phương tiện hồi hướng tất cả nguyện rộng lớn, phương tiện hồi hướng tất cả đạo xuất yếu, phương tiện hồi hướng tịnh tất cả chúng sinh giới, phương tiện hồi hướng nơi tất cả thế giới. Thường thấy chư Phật xuất hiện ra đời, phương tiện hồi hướng thường thấy Như Lai thọ mạng vô lượng, phương tiện hồi hướng thường thấy chư Phật khắp cùng pháp giới, truyền bánh gieo pháp bất thối không chướng ngại. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ngài nói, Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành của Ngài tu, của Ngài tích tập, dùng pháp môn phương tiện khéo léo hồi hướng cho tất cả cõi nước chư Phật, lại đem tất cả căn lành của Ngài tu, của Ngài tích tập, hồi hướng cho các vị Bồ Tát trong mười phương thế giới, lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng cho mười phương chư Phật tận hư không khắp pháp giới, lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng về Bồ Đề Giác Đạo, lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng cho đại nguyện của chư Phật và Bồ Tát đã phát, hy vọng những lời nguyện các Ngài đều viên mãn thành tựu, lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng cho các đệ tử Phật chân tu thật học, tinh tấn tu học yếu đạo xuất thế. Yếu đạo xuất thế bao quát cả đại thừa và tiểu thừa, giống như 37 phẩm trò đạo, 4 pháp nhiếp, 4 tâm vô lượng, thập độ, chỉ, quán, trí và bi. Cho nên trong phẩm thập địa có nói, Bồ Tát dùng đại bi làm đầu trí huệ tăng thượng, lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng để thanh tịnh tất cả chúng sinh giới, khiến cho các chúng sinh đều được an trụ nơi cõi nước thanh tịnh. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập, tích tụ, phương tiện hồi hướng đến tất cả thế giới. Bồ Tát muốn chúng sinh của tất cả thế giới, thời khắc đều thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai xuất hiện ra thế giới của họ. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập, tích tụ, phương tiện hồi hướng đến chư Phật Như Lai, hy vọng thọ mạng của chư Phật vô lượng vô tận, vĩnh viễn thường trụ ở đời. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập, tích tụ, phương tiện hồi hướng đến chư Phật, hy vọng luôn luôn thấy được chư Phật khắp cùng pháp giới, ở trong tận hư không khắp pháp giới, chuyển bánh xe pháp vĩnh viễn không thối chuyển, chẳng có chướng ngại. Chuyển pháp luân là vì Phật giáo mà làm, là công việc hay khiến cho Phật giáo thu được sự giáo hóa có hiệu quả, đều có thể nói là chuyển bánh xe pháp. Như in kinh điển hoặc tượng Phật lưu truyền trong đời, giảng kinh thuyết pháp trực tiếp khai đạo, tiếp dẫn chúng sinh, thậm chí chỉ vì một người giải thích về đạo lý chút ít Phật pháp, bất luận lớn nhỏ nhiều ít đều có thể gọi là đang truyền pháp luân. Tụng kinh lại Phật chỉ chú, chỉ cần bạn lúc nào cũng đều y theo lời dạy của Phật là hành sự, tư tưởng hành vi xử sự tiếp vật chẳng có tơ hào nào trái ngược với sự biểu hiện của Phật giáo, như thế đều là đang truyền bánh xe pháp. Phật truyền bánh xe pháp của Phật, Bồ Tát truyền bánh xe pháp của Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác truyền bánh xe pháp của Thanh Văn Duyên Giác, chúng sinh cũng có bánh xe pháp của chúng sinh, ai nấy đều đang truyền bánh xe pháp không ngừng. Sở dĩ bánh xe pháp của Phật không chướng ngại là vì giáo lý của Phật viên dung, chẳng có nơi nào, chẳng có việc gì mà chẳng thông đạt.
bất thối chuyển là niệm không thối chuyển, vị không thối chuyển, hành không thối chuyển. Niệm không thối chuyển là chỉ có tư tưởng đại thừa chứ chẳng có tư tưởng tiểu thừa. Vị chẳng thối chuyển là quả vị bất thối, thời thời đều an trụ nơi quả vị Bồ Tát đại thừa, chẳng có thoái lùi về quả vị thanh văn duyên giác nhị thừa. Hành chẳng thoái chuyển là tu hành chẳng thối lùi, trước sau đều tu lục độ vạn hạnh, quyết chẳng làm tự liễu hán hoặc làm tiêu nhà bại chủng ở trong Phật giáo. Đó gọi là chuyển bánh xe pháp không thoái chuyển. Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy thì vào khắp tất cả cõi Phật, nên tất cả cõi Phật thảy đều thanh tịnh. Đến khắp tất cả cõi chúng sinh, nên tất cả Bồ Tát thảy đều thanh tịnh. Nguyện khắp tất cả chư Phật xuất hiện ra cõi Phật, nên tất cả pháp giới, tất cả cõi Phật đều có các thân Như Lai xuất hiện. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng vô tận công đức tạng, khi Ngài đem đủ thứ căn lành công đức tu tập tích thụ như kinh văn đã nói ở trước, thì Ngài chẳng những vào nơi một cõi Phật mà cũng vào khắp mười phương tất cả cõi nước chư Phật. Đó là vì công đức của Ngài hồi hướng, cho nên hết thảy mười phương cõi nước chư Phật cũng nhờ đó mà thanh tịnh trang nghiêm. Lại vào khắp trong hết thảy cõi chúng sinh, cũng là vì công đức của Ngài hồi hướng, tất cả Bồ Tát cũng đều đắc được thanh tịnh trang nghiêm. Ngài lại nguyện tất cả cõi nước của chư Phật đều có Phật xuất hiện ra đời, tất cả pháp giới, tất cả cõi Phật khi chư Phật xuất hiện ra đời thì đều rất an nhiên tự tại, chẳng có chút trở ngại nào, tùy thời tùy nơi đều hiện thân Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng vô tỷ hồi hướng như vậy hướng về nhất thiết trí, tâm của Ngài rộng lớn như hư không, chẳng có hạn lượng, vào không thể nghĩ bàn, biết tất cả nghiệp và quả báo thảy đều vắng lặng, tâm thường bình đẳng, chẳng có bờ mé vào khắp tất cả pháp giới. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại rất từ hòa gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, dùng để phấn chấn tinh thần của thính chúng trong pháp hội, tăng thêm sức chú ý. Ngài nói, Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, Ngài dùng pháp hồi hướng thù thắng không thể ví dụ được, chẳng có gì cao hơn được, không thể nào tăng thêm được nữa. Đem căn lành công đức tu tập để hồi hướng về nhất thiết trí, tức là trí huệ quả vị rốt ráo viên mãn của chư Phật. Tâm lượng cảnh giới của vị Đại Bồ Tát đó rộng lớn như hư không, do công phu tu hành của Ngài đã đạt đến trình độ lìa tướng hồi hướng, cho nên tâm của Ngài rộng lớn mà tịch chiếu không bờ mé, cũng chẳng có hạn lượng, đã vào cảnh giới tâm không thể suy tư, không thể dùng lời luận bàn. Do đó Ngài biết được tất cả nghiệp thiện và nghiệp ác tương lai sẽ được quả báo gì. Quả báo đó ở trong tâm ý của Bồ Tát đều là vắng lặng. Cảnh giới đó có thể phân làm hai phương diện mà nói, tức cảnh giới của phàm phu và cảnh giới của Bồ Tát. Do đó biết tất cả nghiệp là bao quát nghiệp thiện ác và đủ thứ nghiệp khác. Nghiệp thiện tức là hạnh thanh tịnh như tu phạm hạnh, tâm từ bi đãi người tiếp vật sẽ đạt được quả báo thiện. Nghiệp ác tức là làm những việc ô nhiễm chẳng thanh tịnh sẽ đắc được quả báo ác. Bình thường chúng ta thường nói trồng nhân lành được quả lành, trồng nhân ác được quả ác, tu hạnh thanh tịnh thì đắc được quả trí huệ. Đó là nói về luật nhân quả trở thành nhân quả tuần hoàn của một số phàm phu, đạo lý căn bản của sự lưu chuyển sinh tử. Tại Bồ Tát đã là ba nghiệp thanh tịnh, biết rõ tất cả nghiệp đều từ tâm mà hiện, cũng từ tâm mà diệt. Trong tâm có thì tất cả đều có, trong tâm không thì tất cả đều không, cho nên nói thấu rõ tức nghiệp chướng vốn không. Nếu minh bạch được đạo lý này thì tất cả nghiệp chướng đều là không, nếu chẳng minh bạch thì phải hoàn trả nợ cũ. Ở đây nói thảy đều vắng lặng nghĩa là nói vốn chẳng có, vì phàm phu chẳng minh bạch đạo lý này cho nên chẳng cẩn thận về gieo trồng nhân, đợi đến lúc quả báo chín mùi thì oán trời trách người, cầu thần lại Phật lại có ích gì. Bồ Tát cẩn thận lúc trồng nhân, đồng thời Ngài thấu rõ được đạo lý tánh nghiệp vốn không, thọ cũng tốt, không thọ cũng tốt, Ngài coi đều là không tịch. Bồ Tát dùng trí quán chiếu tất cả đều tức sự khế chân, tâm niệm của Ngài tự nhiên bình đẳng, chẳng có gì khác biệt, vào khắp cảnh giới vô ngại, cho nên nói vào trong pháp giới mười phương ba đời mà chẳng có chướng ngại. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì chẳng phân biệt về cái ta và của ta, chẳng phân biệt Phật và Phật Pháp, chẳng phân biệt cõi và nghiêm tịnh,
chẳng phân biệt chúng sinh và điều phục, chẳng phân biệt nghiệp và nghiệp quả báo, chẳng phân biệt suy nghĩ và khởi suy nghĩ, chẳng hoại nhân, chẳng hoại quả, chẳng lấy sự, chẳng lấy pháp, chẳng cho rằng sinh tử có phân biệt, chẳng cho rằng niết bàn luôn vắng lặng, chẳng cho rằng Như Lai chứng cảnh giới Phật, chẳng có chút pháp nào cùng ở với pháp. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, khi Ngài đem căn lành công đức tu tập thành tâm thành ý hồi hướng về vô thượng Bồ Đề chân như thật tế pháp giới chúng sinh, thì trong tâm của Ngài chẳng có tư hào tạp niệm phân biệt. Ngài chưa từng nghĩ đến đây là ta hồi hướng, đó là sự hồi hướng của ta. Ngài cũng chẳng phân biệt đây là ta phải cung kính Phật, kia là Phật pháp mà ta hoan hỷ tu học. Cũng chẳng phân biệt đây là cõi nước của ai, hoặc là cõi nước của Phật, là cõi nước của Phật thì trang nghiêm và còn thanh tịnh. Ngài cũng chẳng phân biệt đây là chúng sinh thiện hay là chúng sinh ác, ta hồi hướng cho chúng sinh này, hoặc điều phục chúng sinh kia, lợi ích họ, nhiếp thọ họ. Ngài cũng chẳng nghĩ nghiệp mà mình làm là thiện là ác, tương lai phải đắc được quả báo gì. Vị Đại Bồ Tát này tu hồi hướng, Ngài chẳng chấp vào ý nghĩ, cũng chẳng nghĩ những ý niệm đó sinh khởi như thế nào, vì Ngài biết duyên thành là vô tính, tự nhiên sẽ lìa khỏi đủ thứ vọng niệm. Ngài cũng chẳng hoại nhân, nhân có hạt giống của nhân, tùy theo tự nhiên của nó, cũng có quả tự nhiên thành quả báo của nó. Bồ Tát cũng chẳng chấp vọng, chấp không, dùng sự hiểu biết của Ngài, biết dùng tức chân, chẳng ngại tồn tại, chẳng hoại giả danh, thật tướng vô tướng, chẳng hoại nhân quả. Bồ Tát, Ngài cũng chẳng thủ lấy sự tướng, cũng chẳng thủ lấy về pháp lý. Ngài cũng chẳng nói sinh tử, sinh rồi chết, chết rồi sinh, có nhiều phân biệt như thế. Ngài cũng chẳng nói niết bàn là vắng lặng, tất cả đều không. Ngài cũng chẳng nói Phật chứng được cảnh giới. Tại sao? Vì chẳng có chút pháp nào đắc được cùng ở với pháp. Pháp cũng là không, cho nên thân tâm của Ngài như hư không, chẳng chấp vào tất cả cảnh giới, chẳng thủ lấy bất cứ tướng nào, cho nên nói cùng ở với pháp. Phật tức pháp giới, không nên dùng pháp giới, càng chứng pháp giới. Vì Bồ Tát chẳng có chút pháp làm trí chỗ vào, cũng chẳng có chút trí mà vào nơi như. Phật tử khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì đem các căn lành bố thí khắp cho chúng sinh, quyết định thành thục, bình đẳng giáo hóa, không tướng, không ngại, không sừng lượng, không hư vọng, xa lìa tất cả phân biệt, chấp lấy. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này, khi Ngài hồi hướng như Kinh Văn đã nói ở trước, Ngài lại đem các căn lành mà Ngài tu tập bố thí hồi hướng khắp cho tất cả chúng sinh, hy vọng tất cả chúng sinh đắc được lợi ích của Ngài hồi hướng, cũng sẽ tăng trưởng căn lành của họ, có thể đắc được tính nghiệp thiện quyết định, thành thục quả báo thiện. Bồ Tát giáo hóa những chúng sinh đó đều xem như nhau, chẳng có tâm thủ lấy xả bỏ, cũng chẳng có quan niệm bản thân. Ngài chẳng thấy tướng chúng sinh, chẳng thủ lấy sự giáo hóa, bất luận có duyên hay vô duyên, Ngài đều bình đẳng giáo hóa, chẳng xưng lượng can tánh, chẳng phân biệt so sánh, chẳng màng tốt xấu, thông minh ngu si, thiện ác, Ngài đều giáo hóa như nhau. Chẳng nói chúng sinh này tôi giáo hóa, chúng sinh kia quá xấu, quá ngu si, tôi chẳng giáo hóa. Ngài chẳng có những tâm phân biệt hư vọng, chẳng có quan niệm tư tưởng, năng độ, sở độ, tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh tác quái. Ngài đều dùng tâm chân thật bình đẳng giáo hóa. Bồ Tát xa lìa tất cả tâm phân biệt và tâm biên kiến thủ lấy chấp trước. Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy rồi đắc được vô tận căn lành, đó là niệm tất cả chư Phật ba đời nên đắc được vô tận căn lành, niệm tất cả Bồ Tát nên đắc được căn lành vô tận, thanh tịnh các cõi Phật nên đắc được căn lành vô tận, thanh tịnh các chúng sinh giới nên đắc được căn lành vô tận, vào sâu pháp giới nên đắc được căn lành vô tận, tụ vô lượng tâm đồng hư không giới nên đắc được căn lành vô tận, hiểu thâm sâu tất cả cảnh giới của Phật nên đắc được căn lành vô tận, nơi nghiệp Bồ Tát siêng năng tu tập nên đắc được căn lành vô tận, thấu rõ thông đạt ba đời nên đắc được căn lành vô tận. Đại Bồ Tát chẳng có tâm hư vọng phân biệt, như Kinh Văn ở trước đã nói, chẳng chấp trước biên kiến, chẳng có thủ lấy xả bỏ chấp trước tướng ta, bình đẳng hồi hướng cho tất cả chúng sinh rồi, thì Ngài đắc được căn lành vô cùng vô tận. Vì Ngài thường niệm công đức của chư Phật mười phương ba đời, nên đắc được căn lành vô cùng vô tận.
Và nữa, chẳng những ngày thường niệm chư Phật, mà còn thường niệm tất cả các hiền thánh tăng trong mười phương. Những vị hiền thánh tăng đó đều là Đại Bồ Tát trong mười phương. Các ngài thường niệm chúng sinh, đại từ đại bi, cứu khổ, cứu nạn, hành Bồ Tát Đạo. Cho nên vị Đại Bồ Tát này tu pháp hồi hướng cũng thường niệm từ bi của tất cả Bồ Tát đó, mà đắc được căn lành vô cùng vô tận. Lại nữa, như ngài đem công đức tu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi nước chư Phật, do đó cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Chẳng những ngài trang nghiêm cõi Phật khiến cho thanh tịnh, mà ngài cũng giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đắc được thanh tịnh, cho nên cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Ngài chẳng những trang nghiêm cõi Phật và chúng sinh giới, ngài còn vào sâu pháp giới, khiến cho pháp giới khắp thanh tịnh trang nghiêm, cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Ngài lại tu bốn tầm vô lượng: tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng, khiến cho tâm lượng chẳng có bờ mé, giống như hư không, cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Bồ Tát lại hiểu rõ thâm sâu cảnh giới của tất cả chư Phật, cho nên cũng đắc được vô lượng căn lành. Đối với tất cả nghiệp thiện của Bồ Tát phải tu tập, ví như phải lập công lập đức, thì phải luôn luôn siêng tu lục độ, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, thiết thực tu hành lục độ, tức là nghiệp thiện của Bồ Tát, và còn thêm phương tiện nguyện lực trí hợp lại là thập độ. Do trong thập độ mà thực tiễn làm trăm hạnh, nghìn hạnh, vạn hạnh, cho nên thường nói Bồ Tát tu thập độ vạn hạnh. Bồ Tát tu thập độ này còn gọi là thập ba la mật, là vì lợi ích tất cả chúng sinh. Bồ Tát tu tập đủ thứ nghiệp thiện, không thể giải đãi, nhất định phải luôn luôn tinh tấn hành đạo mới tài bồi thành tựu công đức lành, càng phải ngừng tất cả nghiệp ác lỗi lầm. Bồ Tát ngài dũng mãnh tinh tấn, tinh tấn càng tinh tấn, cho nên ngài đắc được căn lành vô cùng vô tận. Bồ Tát lại minh bạch tất cả sự Phật ba đời đã thành, đang thành và sẽ thành, như minh bạch công đức của chư Phật ba đời quá khứ đã thành tựu là Phật đã thành, minh bạch chư Phật đời hiện tại đang thành Phật, minh bạch chư Phật đời vị lai đang tinh tấn hành đạo, tương lai sẽ thành Phật. Đối với cảnh giới của tất cả chư Phật mười phương ba đời, thầy đều minh bạch. Đồng thời cũng minh bạch chúng sinh đời quá khứ, chúng sinh đời hiện tại, chúng sinh đời vị lai, chúng sinh ba đời đều có thể thành Phật. Vì thông đạt được ba đời, cho nên cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Phật tử khi Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành hồi hướng như vậy, thì thấu rõ tất cả cõi chúng sinh chẳng có chúng sinh, hiểu tất cả các pháp chẳng có thọ mạng, biết tất cả các pháp chẳng có tác giả, ngộ tất cả các pháp không có bổ giả làm, thấu rõ tất cả các pháp chẳng có phẫn hận tranh luận, quán tất cả các pháp đều từ duyên khởi chẳng có trụ xứ, biết tất cả sự vật đều chẳng có chỗ nương, thấu rõ tất cả các cõi đều chẳng chỗ trụ, quán tất cả Bồ Tát cũng chẳng có xứ sở, thấy tất cả cảnh giới đều chẳng chỗ có. Các vị đệ tử của Phật khi Đại Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của ngài tu tập như phương pháp hồi hướng ở trước đã nói, ngài minh bạch tất cả chúng sinh giới, chẳng có chúng sinh để độ, như Phật nói ở trong Kinh Kim Cang rằng, Phật diệt độ tất cả chúng sinh mà chẳng có một chúng sinh được diệt độ. Tâm cảnh này tức là chẳng chấp trước, tức là hành sở vô sự. Bồ Tát thấu đạt đạo lý này, dù có độ hết chúng sinh trong cõi chúng sinh, ngài cũng cảm thấy chẳng có một chúng sinh nào được độ. Bồ Tát lại thấu hiểu tất cả đều chẳng có thọ mạng, vì chẳng có chúng sinh cho nên chẳng có một tướng chúng sinh nào. Tất cả pháp này vốn là vô thường vắng lặng, chẳng có thọ mạng của một pháp nào, và tướng thọ già tức cũng là không có tướng ta, không có tướng người, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ già. Bồ Tát cũng biết tất cả các pháp chẳng có tác giả, cũng chẳng có người chi phối thao túng. Phật nói, chư pháp tùng bản lai, thường trụ, tịch diệt tướng, bất khả dĩ ngôn thuyên, nghĩa là các pháp từ xưa nay thường trụ tướng vắng lặng, không thể dùng lời nói. Đây tức là nói pháp chẳng có ai làm nên, ngộ tất cả pháp là không có bổ giả la, dịch là số thủ thú, tức là chỉ chẳng biết tu nghiệp thiện, phàm phu chẳng minh bạch nhân quả, đều ở trong sáu nẻo luân hồi sinh tử, chết ở đây sinh về kia, có lúc làm người, có lúc làm súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục ở trong luân hồi sinh tử,
tuần hoàn không ngừng. Tại tri kiến của phàm phu nhìn lại là thật có, đây là một thứ tri kiến vào lúc mê muội, song tại Bồ Tát dùng tri kiến giác ngộ của ngài mà nhìn thì là hư vọng chẳng thật có. Ở đây có thể đưa ra ví dụ giống như vở kịch, bất quá là người trong ban diễn kịch mà thôi. Vở kịch kết thúc thì tất cả đều quá khứ, viễn diệt mất. Bất quá khi diễn kịch, làm người thật phải diễn càng thật càng tốt, như là có thật. Kỳ thật đều là hư vọng, chẳng phải là chuyện có thật. Ngộ tất cả pháp, tức là giác ngộ tất cả các pháp. Pháp này tức là sinh tử luân hồi của con người. Chúng sinh mê vọng lấy pháp điên đảo làm chân, một khi giác ngộ thì sẽ không còn đi đầu thai vào các cõi khác. Lại vì liễu ngộ tất cả các pháp nên chẳng có phẫn hận, tranh luận, trong tâm phẫn nộ lại sân hận. Đó đều là vì thấy cái ta, chấp cái ta quá nặng, tự cho rằng là biên kiến dẫn khởi. Tranh luận là tranh luận thị phi, tranh luận ta người, tranh luận mạnh yếu, tranh luận hơn thua, tranh luận được mất. Tất cả những tranh luận đó đều do sự cố chấp, biên kiến, cho rằng mình là hơn hết mà dẫn đến sự bất bình. Cho nên khắp nơi đều có phẫn hận tranh luận. Lớn thì nước này với nước nọ tranh luận, nhỏ thì người với người tranh luận, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Thật tướng của tranh luận có thể dùng sóng trong biển làm ví dụ. Khi chẳng có sóng thì nước trong như gương, nước với bầu trời một màu. Một khi gió nổi lên thì làm cho nước nổi sóng, gió nhẹ thì sóng nhỏ, gió lớn thì sóng lớn. Sự tranh luận của con người cũng như thế, càng tranh càng khốc liệt. Sóng lớn trong biển làm tàu thuyền lật, làm người chết của mất. Tranh luận ở nhân gian đến cực điểm thì dẫn đến chiến tranh, nước mất nhà tan tổn người mà cũng chẳng lợi cho mình. Nói về thời cận đại, đại chiến thế giới, chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản, chiến tranh Hàn Quốc, chiến tranh Việt Nam, ai ai cũng đều biết đó chẳng phải là do phẫn hận tranh luận mà phát sinh chăng? Sự đau thảm đó cuối cùng có lợi về ai? Vì phẫn hận tranh luận mà dẫn đến phiền não vô hạn. Tất cả các pháp nói ở đây, ở trước là chỉ về pháp sinh tử của con người, hiện tại lại nói là chỉ về pháp phiền não. Phật nói với chúng ta rằng chúng sinh có 84.000 thứ phiền não, muốn cầu được tự tại giải thoát thì trước hết phải dứt trừ tất cả phiền não. Mục đích tu hành là cầu giải thoát, cho nên trước hết là chúng ta phải phát nguyện phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Muốn dứt trừ được phiền não thì phải từ sự và lý mà quyết định. Về sự mà nhìn thì phàm phu vì chẳng thấu rõ tất cả các pháp, nên trong ý niệm đầy rẫy tham sân si, do tầm ích kỷ, tư lợi lăng xăng không ngừng, cho nên sinh ra vô tận phiền não ràng buộc tâm của phàm phu. Vì chẳng thấu rõ các pháp nên phàm phu cho đến chết mà vẫn thoát ra không khỏi sự ràng buộc của phiền não. Khi phàm phu phát tâm tu hành thì phát nguyện hằng thệ nguyện phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Ở tại lý mà nói thì Bồ Tát đã liêu ngộ các pháp đều là hư vọng. Vì đã ngộ cho nên phiền não chẳng còn nữa. Vì phàm phu chưa giác ngộ nên có tất cả phiền não hư vọng không thật. Phiền não nó vốn là mặt trái của Bồ Đề, là một tên khác. Một vật hai mặt có hai tên mà thôi. Cổ Đức có nói chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển phiền não biến thành Bồ Đề thì phiền não chẳng còn nữa. Hiện hiện ra tức là tâm đại Bồ Đề. Cho nên nói phiền não chẳng phải đoạn mà là chuyển. Ở đây có thể dùng một ví dụ như nước và băng. Bản thể của băng tức là nước, băng tức giống như phiền não, nước tức là Bồ Đề. Thời tiết ấm áp ôn hòa thì nước luôn luôn trong suốt phẳng lặng, chẳng có sóng, không thể đóng thành băng. Nếu phàm phu học Bồ Tát tu hành thì thường trụ ở trong đạo nghiệp thanh tịnh vô vi, tự nhiên sẽ chuyển phiền não thành Bồ Đề, biến sinh tử thành niết bàn. Như vậy thì còn có phẫn hận tranh luận, còn có phiền não gì nữa? Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng vì ngài đã thấu đạt tất cả các pháp đều hư vọng không thật, cho nên ngài chẳng có phẫn hận tranh luận. Bồ Tát lại quan sát nguyên nhân sinh khởi của tất cả các pháp, ngài minh bày các pháp để tự duyên sinh và tùy duyên mà diệt. Nhân duyên sinh ra pháp đó là không, là giả. Phật đã từng nói với các vị đệ tử, nhân duyên sinh ra pháp ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trùng đạo. Kỳ thật không lại chẳng phải là chân không, nhưng cũng phải vì nó an trụ một tên giả.
Nếu minh bạch được đạo lý này, thì biết trong đó hàm chứa ý nghĩa trùng đạo. Nói về trung đạo, thì chẳng không chẳng có, chẳng rơi vào không cũng chẳng rơi vào có. Cho nên nói nhân duyên sinh ra pháp. Bồ Tát quán sát minh bạch về chân đế này, Ngài biết pháp chẳng có chỗ rời vào cố định, pháp chẳng có bản thể, chẳng có tướng trạng, sao nó lại có trụ xứ? Đây cũng kêu mọi người đừng chấp trước. Một khi có sự chấp pháp thì sẽ sinh ra pháp chướng ngại. Chấp trước về pháp cũng như không có phiền não mà tự tìm phiền não. Bồ Tát lại biết tất cả mọi sự vật đều chẳng có nơi nương tựa, đều là hư vọng, không giả hòa hợp, sao lại có chỗ nương, cũng chẳng chỗ tựa. Đó đây đều do nhân duyên sinh ra. Nói có thể nương đều có thể quan hệ liên đới với nhau, nói chẳng có chỗ nương cũng thật tại không thể y trì. Bồ Tát lại minh bạch tất cả cõi nước, cõi Phật cũng đều chẳng có xứ sở nhất định. Tại phàm phu mà nhìn thì núi là núi, nước là nước, đại địa là đại địa, hư không là hư không. Song tại bậc thánh nhân mà nhìn thì tất cả đều là hư vọng không thật tại. Cho nên Ngài chẳng chấp trước, giống như chẳng có quan niệm về một cõi nước cố định. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì Ngài chưa từng nghĩ đến Ngài đang làm công đức, đang tích tập căn lành. Ngài hành sở vô sự. Vì Bồ Tát quán tất cả hạnh Bồ Tát chẳng có thật thể, đức chẳng có thật thể thì sao lại có xứ sở, lại hà tất phải so sánh. Bồ Tát thấy tất cả cảnh giới đều chẳng đủ dẫn đến sự chú ý của Ngài. Vì Ngài đã chiếu thấy năm uẩn đều không, Bồ Tát thấy cảnh giới gì thì Ngài minh bạch rõ ràng cảnh giới đó. Ngài chẳng những chẳng bị cảnh giới mê hoặc, mà Ngài còn chuyển biến được cảnh giới. Đây tức là định lực của Bồ Tát và sức trí huệ không chấp không nương. Ngài minh bạch tất cả cảnh giới như huyễn như hóa, chẳng có thể tánh chân thật, cho nên nói thảy đều chẳng chỗ có. Đạo lý này là cảnh giới công hạnh của Đại Bồ Tát. Vị Đại Bồ Tát này tu vô tận tạng, Ngài mới có cảnh giới này. Trong tầm mắt của phàm phu chúng ta không thể nói như thế. Nếu nói như thế tức là đại vọng ngữ, đại nói dối, lừa gạt người. Phàm phu nhìn tất cả đều là có thật tại. Tư tưởng của phàm phu và tư tưởng của Bồ Tát hoàn toàn khác nhau. Tâm nguyện của Bồ Tát là lợi tha, nguyện vọng của phàm phu là lợi mình. Cho nên phàm phu thấy tất cả đều là có, Bồ Tát thì thấu rõ là không, minh bạch tất cả đều là hư vọng, nên thấy tất cả đều không chấp. Không chấp thì tất cả không chỗ có. Có sự chấp trước thì cảm thấy tất cả đều là có, đều là chân thật. Phật tử khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì mắt của Ngài chẳng thấy cõi Phật chẳng thanh tịnh, lại cũng chẳng thấy tướng chúng sinh khác, chẳng có chỗ pháp nào là chỗ vào của trí, cũng chẳng có chút trí nào mà vào nơi pháp. Hiểu thân Như Lai chẳng phải hư không, vì tất cả công đức vô lượng diệu pháp viên mãn, vì khắp tất cả mọi nơi khiến cho các chúng sinh tích tập căn lành, thảy đều đầy đủ. Bồ Tát Kim Cang Tràng sợ các chúng sinh ba đời chẳng chú ý, cho nên lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Bồ Tát này tu hồi hướng vô tận công đức tạng là vị Đại Bồ Tát. Khi Ngài hồi hướng như ở trên đã nói thì trong mắt của Ngài chẳng nhìn thấy cõi Phật chẳng thanh tịnh, vì Ngài đã thấu hiểu giờ tức không, đồng thời tâm của Ngài rất thanh tịnh, cho nên trong mắt của Ngài tất cả cõi Phật đều đã thanh tịnh và chẳng có cõi Phật bất tịnh. Ngài lại chẳng thấy tướng khác của chúng sinh, vì chúng sinh cũng giống như không. Hơn nữa chúng sinh cũng đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, đồng với Phật không hai không khác. Bồ Tát thấy cõi Phật thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh, Pháp cũng thanh tịnh. Do đó, Ngài biết chẳng có chỗ Pháp nào dùng trí huệ để phát giác, vì ngoài trí chẳng có vật gì có thể làm chỗ vào của trí. Pháp tánh thì vắng lặng, cũng chẳng có chút trí huệ nào mà có thể vào trong Pháp. Vị trí thì lặng mà thường chiếu, chẳng có gì khác biệt. Bồ Tát lại thấu hiểu thân của Phật chẳng phải là hư không. Tuy nhiên thường nói thân Phật như hư không, đó là hình dung Pháp thân của Phật rộng lớn. Tâm lượng của Ngài như hư không bao hàm hết tất cả. Hư không thì rộng lớn, nhưng nó thì trầm lặng, vô tri, không có linh tánh, chẳng có công đức, chẳng có diệu pháp. Thân Phật thì đầy đủ tất cả công đức, vô lượng diệu pháp viên mãn, mà thành tựu pháp thân, báo thân, hóa thân, cho nên nói chẳng phải như hư không. Bồ Tát Ngài lại có thể ở tất cả mọi nơi, khiến cho tất cả chúng sinh đều tích tập vô lượng đủ thứ căn lành, hay thảy tất cả căn lành đều đầy đủ viên mãn.